Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, năm 2023, giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 117 triệu đô la Mỹ. Trong đó, giá trị xuất khẩu chính ngạch đạt hơn 68,8 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu tiểu ngạch đạt trên 48,8 triệu đô la Mỹ. Một số mặt hàng thủy sản có giá trị xuất khẩu cao như bột cá đạt 38,1 triệu đô la Mỹ, chả cá surimi 12,5 triệu đô la Mỹ, ngao 18,2 triệu đô la Mỹ. Hàng hóa thủy sản của Thanh Hóa chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu nói chung và sản phẩm thủy sản nói riêng đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Năm 2024, dự kiến thị trường xuất khẩu thủy sản có khả năng khởi sắc, song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, để nâng cao giá trị xuất khẩu, đòi hỏi các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh cần tạo ra sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, giá thành tốt, khắc phục hạn chế về chi phí sản xuất và vận chuyển. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thanh Hóa đang triển khai đầu tư xây dựng hơn 2,3 km đường gom Đại lộ Hùng Vương qua khu vực tuyến tránh quốc lộ 1A thành phố. Dự án trên bao gồm hai dự án thành phần. Dự án 1 đầu tư tuyến đường gom Đại lộ Hùng Vương đoạn từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến đường Đồng Lễ, phường Đông Hải có chiều dài 952 m. Dự án 2 đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh tuyến đường gom đường tránh thành phố đoạn từ nút giao siêu thị Big C đến đường đầu cầu Kênh Vinh với chiều dài khoảng 1,4 km. Theo quyết định phê duyệt, cả hai dự án thành phần đó trên thuộc loại công trình giao thông cấp 3, mặt đường rộng 25 m. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Phú Thắng. Hiện nay, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công để sớm đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng trong tháng 4 năm 2024. Thì hiện nay, tiến độ thi công chúng tôi đã đạt được khoảng 60%. Dự kiến sắp tới chúng tôi sẽ còn tăng ca tập trung máy móc con người để kịp thời hoàn thiện và đưa tuyến đường đưa vào sử dụng. Tuyến đường gom Đại lộ Hùng Vương được xây dựng góp phần mở rộng thêm không gian của tuyến tránh quốc lộ 1A qua địa phận thành phố Thanh Hóa, tạo thuận lợi cho người dân ở vùng nội thị lưu thông thuận tiện, giảm ùn tắc cho tuyến tránh quốc lộ 1A vào những ngày cao điểm. Sau một thời gian dài, việc cung ứng nhiều loại vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn. Mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã đảm bảo đầy đủ vaccine cho chương trình và dự kiến phân bổ đến các địa phương trong tháng 1 năm 2024. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát đối tượng, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận bảo quản vaccine, sẵn sàng tổ chức tiêm bù và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng năm 2024, đảm bảo không sót đối tượng, nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất cung ứng gần 120.000 liều vaccine các loại để tiêm bù cho trẻ năm 2023, chưa được tiêm, và hơn 1 triệu liều để tiêm chủng mở rộng năm 2024. Nhu cầu vaccine trong đợt này là trên 2.900 liều. Và chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận vaccine, bảo quản vaccine, bàn giao vaccine và tiến hành tiêm chủng. Quan điểm là chúng ta sẽ tiêm đủ mũi cho các cháu trong cái thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong việc tiêm chủng thì tiến hành các bàn tiêm một cách thận trọng, đảm bảo đầy đủ nhân lực, cường độ tiêm cho mỗi buổi tiêm để đảm bảo an toàn nhất trong việc từ khâu chuẩn bị, khám sàng lọc cho đến việc tổ chức tiêm và theo dõi sau tiêm. Do cùng lúc có trẻ tiêm bù mũi và tiêm theo lịch, số trẻ đến tiêm chủng sắp tới sẽ tăng. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Thanh Hóa có khoảng hơn 1.000 bệnh nhân bị bệnh thalassemia, hay còn gọi tan máu bẩm sinh, tập trung nhiều tại các huyện miền núi, dân tộc thiểu số có xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết. Bệnh thalassemia là bệnh di truyền, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng dễ phòng bệnh. Chỉ cần xét nghiệm trước khi kết hôn, chẩn đoán trước khi sinh, nhiều trẻ đã không bị mắc căn bệnh quái ác này. Hiểu đơn giản, thalassemia là bệnh rối loạn máu, thiếu máu do tan máu di chuyển và có thể dẫn đến những vấn đề khác về sức khỏe. Đa phần, người bị bệnh thalassemia thường chậm phát triển thể chất và có nhiều biến chứng do tình trạng thiếu máu, quá tải sắt gây ra. Khi cả vợ và chồng cùng mang gen bệnh thalassemia thì mỗi lần sinh có 25% nguy cơ con bị bệnh.
50% khả năng con mang một gen bệnh và 25% khả năng con bình thường. Bệnh thalassemia nếu không được phát hiện điều trị sớm thì sẽ dẫn đến rất nhiều biến chứng. Bệnh thalassemia không thể chữa khỏi hoàn toàn mà người bệnh phải điều trị suốt đời. Hiện nay có hai biện pháp chính điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, đó là truyền máu và thải sắt. Tuy mức độ thiếu máu khác nhau mà khoảng cách giữa các lần truyền máu của bệnh nhân cũng khác nhau. Còn việc thải sắt nhằm mục đích để chống quá tải sắt ở bệnh nhân, đưa nồng độ sắt trong cơ thể về giới hạn bình thường. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh thalassemia, nhưng bệnh có thể phòng tránh được. Chỉ cần xét nghiệm trước khi kết hôn, chẩn đoán trước sinh, nhiều trẻ đã không bị mắc căn bệnh quái ác này. Tất cả những công dân có độ tuổi từ 14 độ tuổi trở lên, cũng như là các ông bố bà mẹ đang ở trong độ tuổi sinh đẻ, thì nên làm các cái xét nghiệm này, các cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để chúng ta phân tích xem có nguy cơ hay không. Từ đấy chúng ta có kế hoạch cho việc sinh con cũng như là trong cái cuộc sống để giúp đỡ họ cũng như là để giảm thiểu một cái gánh nặng cho toàn xã hội. Cùng với những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, việc điều trị thalassemia còn là gánh nặng kinh tế vô cùng lớn, làm suy giảm sự phát triển giống loài. Do đó, để thalassemia không còn là gánh nặng, là nỗi ám ảnh với bệnh nhân và người già, mỗi người dân hãy nâng cao kiến thức về căn bệnh để chủ động phòng tránh. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, khu sinh thái Linh Kỳ Mộc tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa đang đầu tư xây dựng, phát triển thêm một số dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các loại hình giải trí, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Đây là không gian phim trường và trung tâm tổ chức sự kiện với diện tích 3.000 m2 tại khu sinh thái Linh Kỳ Mộc đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách. Hàng chục studio kết hợp trang trí cảnh quan nhiều màu sắc cơ bản đã hoàn thành. Đây là địa điểm check-in thú vị cho du khách, đặc biệt là giới trẻ trong dịp Tết năm nay. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư cái trung tâm tổ chức sự kiện cho các cái tiệc cưới và cái tiệc hội thảo hội nghị và chứa được hàng nghìn khách. Đấy, để và có cái đầu tư cái phim trường cho các bạn gần xa đôi trẻ đến check-in rất là đẹp. Cùng với việc đầu tư phát triển thêm dịch vụ mới, toàn bộ các dịch vụ hiện có ở Linh Kỳ Mộc đều được nâng cấp. Khu vực hồ sinh thái được trang trí thêm hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo hình theo chủ đề, trồng thêm nhiều cây xanh bóng mát, các thảm hoa tươi trong khuôn viên. Đặc biệt là cánh đồng hoa với nhiều loài hoa tươi như cúc họa mi, hoa hồng, hoa hướng dương phục vụ du khách tham quan trải nghiệm. Thời gian qua, khu sinh thái Linh Kỳ Mộc trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Thanh Hóa và khu vực lân cận. Với sự đầu tư đa dạng hóa dịch vụ, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi giải trí và trải nghiệm hấp dẫn của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát huy sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thêm hiểu biết về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kỹ thuật Tổng hợp tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề Ngày Tết quê em. Chương trình được tổ chức ngay tại khuôn viên trung tâm với sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Các gian trưng bày được thầy cô giáo cùng các em học sinh trang trí theo các chủ đề khác nhau, tạo nên một không gian ngập tràn sắc màu, mang đậm không khí Tết. Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như trình diễn thư pháp, gói bánh chưng, chế biến các món ăn ngày Tết, xem các nghệ nhân dân gian nặn tỏ hè. Với mục đích là giúp cho các em hiểu rõ hơn về những cái bản sắc của dân tộc, thì trung tâm đã tổ chức một cái chương trình trải nghiệm để các em được tham gia hoạt động, được thực hành những cái công việc mà của cha ông chúng ta đã làm trong thời gian qua. Em thấy tham gia rất là vui và trước đó em có hình dung là nó rất là sôi động giống như trong những ngày Tết truyền thống của Việt Nam ạ. Hôm nay em tham gia hoạt động ở trường em thấy rất vui vì những cái hoạt động từ những hoạt động nấu bánh chưng của các bạn đến những cái phần thi kéo co và rất nhiều cái chỗ mà bán đồ ăn, đồ uống, đồ trang trí. Em rất thích không khí ngày Tết thế này. Cũng tại chương trình này, các em học sinh rất hào hứng khi được hòa mình vào những trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần đồng đội, được rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và nhanh nhẹn. Hoạt động trải nghiệm ngày Tết quê em không chỉ giúp học sinh thêm hiểu, thêm yêu những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc, mà còn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng thầy cô bạn bè dưới mái trường thân yêu.
Chương trình thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.